Vận tải đồng ý thuê tư vấn giám sát thi công dự án Tân Vạn, Nhân Trạch. Bộ Giao thông Vận tải đồng ý thuê tư vấn giám sát thi công dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn, Nhân Trạch giai đoạn 1, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải vừa chấp thuận đề cương nhiệm vụ gói thầu 6B tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn, Nhân Trạch giai đoạn 1, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận được giao huy động chuyên gia nước ngoài, chuyên gia trong nước, nhân viên hỗ trợ cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ tư vấn giám sát đã được quy định trong hợp đồng theo thời gian thi công xây dựng dự án. Cạnh đó, thực hiện các công việc liên quan theo quy định trong thời gian bảo hành công trình. Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, giá trị của gói thầu tư vấn trên hơn 170 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí dự phòng. Dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn, Nhân Trạch, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có điểm đầu giao với đường tỉnh 25B, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai và điểm cuối giao cắt với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài dự án thành phần 1A khoảng 8,75 km, gồm 6,3 km đi trên địa phận Đồng Nai và 2,45 km đi trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ thiết kế của đường là 80 km/h, bề rộng nền đường 20,5 đến 26 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Nguồn vốn đầu tư hơn 5.329 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế kỹ thuật và hỗ trợ đấu thầu cho dự án thành phần 1A. Công tác thiết kế kỹ thuật và tuyển chọn nhà thầu xây lắp sẽ sớm hoàn thành để khởi công dự án thành phần 1A trong năm 2021. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận những thông tin mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin cảm ơn.